Kính thưa quý vị, nhiều du khách viếng thăm vườn hoa Botanic nổi tiếng quốc gia tại thủ đô Washington để được ngắm một loài hoa nhiệt đới quý hiếm vừa nở rộ. Với cái tên gọi ngộ nghĩnh là hoa xác chết, với chiều cao 8 feet, tương đương với 2.4 mét, nhiều dự đoán loài hoa quý hiếm này sẽ nở rộ vào tuần qua, nhưng phải chờ đến 6 ngày sau du khách mới có dịp nhìn một loài hoa nhiệt đới. Nở rộ, đóa hoa trông thật rực rỡ, nhưng thân cây lại tiết ra những mùi nồng nặc giống như thịt bị vữa. Giám đốc vườn Bách Thảo hy vọng hoa sẽ xòe những cánh hoa liên tục từ 24 cho đến 48 tiếng đồng hồ. Các chuyên gia cho biết giống hoa này không nở theo một chu kỳ nhất định mà nó thay đổi dần dần vài năm đến vài thập kỷ. Phụ trách vườn quốc gia Botanic, ông Bill McLaughlin cho biết cây hoa này đã tận dụng nhiệt độ ấm áp gần đây để phát triển lớn hơn dự kiến. Các nhân viên ở vườn Bách Thảo cho biết họ nhận được loài hoa đặc biệt này vào năm 2007 khi kích thước của nó bằng hạt đậu Lima và bây giờ loài hoa này đã phát triển với kích thước cao 2.4 mét, có trọng lượng là 113 kg. Các du khách từ khắp nơi đổ về đây để thưởng thức và chụp ảnh loài hoa này. Một số người tỏ ra thất vọng vì họ không cảm nhận được mùi của hoa. Antoinette Charles, người đã chứng kiến hoa lớn lên mỗi ngày liên tiếp trong một tuần, cho biết rằng đây là một cảm giác thật tuyệt vời, đó là hiện tượng đặc biệt đáng để chờ đợi. Các nhà khoa học cho biết mùi của loài hoa này thu hút những loài côn trùng thích mùi thịt thối. Loài hoa này đòi hỏi điều kiện sống rất đặc biệt, bao gồm nhiệt độ ấm áp cũng như độ ẩm cao trong không khí và phải được trồng trong một không gian rộng và thoáng khí. Đây là loài hoa mọc ở những khu rừng rậm nhiệt đới trên đảo Sumatra, Indonesia và được phát hiện vào năm 1878.